Đôi vợ chồng này đang trên đường vui vẻ đi dã ngoại, nửa đường đụng phải một tên đàn ông cơ bắp trêu ghẹo Brenner. "Cưng à, anh yêu cưng." Người chồng mặt đầy khó hiểu, nhưng tên kia trêu chọc chưa đã. "Đến đây nào cưng, cưới anh đi." Người phụ nữ nói, "Không nhìn thấy chồng tôi bên cạnh à? Tên khốn." Cô giơ thẳng ngón giữa vào mặt tên kia. Đây chỉ là một đoạn nhạc đệm nhỏ, không hề ảnh hưởng đến tâm tình của hai bọn họ. Lúc sau, hai người họ đang tản bộ trong rừng thì trời đổ mưa. Hai vợ chồng dắt tay nhau trú vào một căn nhà gỗ. Nhưng lúc mở cửa ra, bọn họ vô cùng kinh ngạc. Trong phòng bày la liệt các loại súng. Khi hai người họ muốn ra ngoài, tên đàn ông cơ bắp lúc nãy lại xuất hiện, một chiêu đánh ngất người chồng. Đợi bọn họ tỉnh lại, một nhóm côn đồ trắng kiện đã bao vây xung quanh. Tên đàn ông kia nói với hai vợ chồng, đây là nơi bọn chúng cất giấu súng ống trái phép. Đã bị phát hiện ra rồi thì bọn họ cũng đừng mong rời đi. Vừa nói xong liền rút súng bắn liền hai phát về bọn họ. Đợi đêm xuống liền đem hai vợ chồng đến một nơi hoang vắng. Nhưng may mà Brenner không bị hai phát súng lúc nãy bắn trúng. Tỉnh dậy, cô kéo đứt dây thừng, đau đớn cực độ nhìn Billy đã mất mạng bên cạnh. Vuốt lại, cô muốn vì chồng mình báo thù. Trước khi quay lại căn nhà gỗ hôm qua, Brenner dùng rìu vót ngọn cành cây. Sau đó hùng hổ xông đến trước mặt một tên đàn em của Book, một gậy đập gục. Sau đó dùng đầu nhọn đâm xuống trực tiếp lấy mạng hắn. Sau khi vào căn nhà gỗ, nhìn thấy vết máu từ đêm qua còn lưu lại của chồng mình, cô quyết định giải quyết hết tất cả những người ở đây. Cô tìm được hai tên trong rừng, dùng chai thủy tinh đập vào đầu một tên. Nhưng tên này cũng không phải dạng vừa, quay người vật Brenner xuống đất. Cô giơ chân lên kẹo chặt lấy cổ hắn, ngồi dậy cầm con dao một phát đâm xuống. Sau đó giật tên thứ hai tỉnh dậy, một đấm vung qua. Tên này cũng khá cứng miệng, chết cũng không nói vị trí của tên Buck. Brenner dùng mâu nhọn đâm vào chân hắn ta, để lại cho hắn chút hơi tàn. Sau đó cho nổ một thùng xăng, hấp dẫn sự chú ý của Buck và đám bên này. Người đàn bà đứng dậy đầu tiên này không hề tầm thường. Bọn xung quanh đều gọi bà ta một tiếng má mì, nói lên được địa vị không hề tầm thường của bà ta ở đây. Bà ta sai Buck đi kiểm tra tình hình. Brenner nhân lúc gã ta xuống xe, lẻn lên xe thành công. Mà lúc này Mama biết được Brenner vẫn còn sống, cực kỳ phẫn nộ. Tát tên Buck lệch cả mặt, trách gã ngu dốt. Sai một tên khác điều tra tư liệu về Brenner. Tra một hồi bọn chúng liền được mở mang tầm mắt. Nữ bộ đội đặc chủng cùng chồng đi du lịch, mà chồng cô lại bị nhóm côn đồ bản địa tàn nhẫn sát hại. Bản thân cô nhặt được mạng về, quyết định huyết tẩy nhóm người này. Bên này bọn chúng tra được tư liệu của Brenner. Hóa ra cô là một kiện tướng vận động, bây giờ là nữ đặc chủng binh phục vụ cho đội kiểm lâm, còn là nữ đội viên duy nhất trong đội. Đọc xong, Mama có chút hoang mang lo sợ. Lần này đắc tội phải người không dễ chọc rồi. Phía bên kia cảnh sát trưởng mới đến Hanh đang đi săn, nghe tiếng nổ lớn tìm đến nơi phát hiện ra các mảnh thi thể, lập tức thông báo cho các cảnh viên khác đến điều tra. Đồng đội đến nơi nói với anh, đây là thủ hạ của Mama. Cảnh sát trước tiền nhiệm cũng phải nhường bà ta 3 phần, nhưng Hanh không hề bận tâm đến điều này. Đến nơi của Mama điều tra thêm, mà đối mặt với câu hỏi của anh, người đàn bà này nói thủ hạ đều tự sát mà chết. Nhưng anh làm gì tin tưởng bà ta, ai tự sát mà lại tự đâm mình 6 đao cơ chứ. Nhưng Mama không hé môi thèm điều gì nữa, cũng không có bất kỳ chứng cứ gì, nên bọn họ đành rời đi trước. Đêm đến, Brenner lần nữa tìm đến, cầm một chai thủy tinh đập vào đầu tiên gác cửa, một dao cắt ngang yết hầu hắn ta. Sau đó lấy lại chiếc nhẫn trên cổ Buck. Đây là nhẫn đính hôn của cô và Dillian, vô cùng quan trọng với cô. Trong lúc ẩn nấp, cô lại phát hiện băng nhóm này không chỉ buôn bán súng ống đạn dược trái phép, còn buôn bán người. Brenner kéo theo cô gái nọ muốn đem cô ta ra ngoài, nhưng trong đó có một ả không có đầu óc, hô to cứu mạng, đánh thức tên thủ hạ ở cửa. Hắn vội vàng cầm súng lên bắn chết một người. Brenner lộn nhào về phía trước, phi một đao kết liễu tên đó, sau đó dắt theo Emily chạy thoát. Mama quay về nhìn thấy mọi chuyện, tức giận vô cùng, hạ mệnh lệnh cho thuộc hạ đuổi bắt rồi giết chết Brenner. Bọn họ đụng mặt trong rừng, trực tiếp đấu súng. Mà lúc này cảnh sát trưởng Hanh xuất hiện, không may trúng đạn. Brenner lập tức phản kích giải vây cho anh, sau đó dùng thắt lưng giúp anh cầm máu. Do vết thương ngày càng nặng nên Brenner để Hanh trong rừng. Lần này thủ hạ của Mama đem theo cả chó sói, cô chỉ có thể đi đường thủy tiến về phía trước. Dọc đường gặp được các đội viên đang tìm kiếm cảnh sát trưởng. Hai cô gái mệt nhọc cả một đêm vừa lên xe liền ngủ say. Hai cô gái bị tiếng đám đàn ông gọi tỉnh, thô lỗ kéo bọn họ xuống khỏi xe. Hóa ra cảnh viên lúc nãy là thủ hạ do Mama an bài. Bọn họ đem hai cô gái vào một căn phòng. Nhưng Emily đang mang thai con của Buck, được Mama tạm thời chưa xử tội, mà Brenner bị treo lên, chịu đủ mọi tra tấn. Mà Emily dù mang thai con của một tên trong đám này, nhưng không là gì trong mắt bọn chúng, vẫn phải chuẩn bị cơm nước cho cả đám người ở đây. Mama còn đe dọa cô, đợi đứa bé ra đời rồi, cô cũng theo tên Buck luôn. Lúc đưa cơm cho Brenner, Emily suýt chút nữa lại bị xâm hại, mà Brenner lại cứu cô lần nữa. Điều này làm Emily vô cùng cảm động. Cuối cùng cô dũng cảm cầm dao lên, bắt đầu phản kháng.
lòng biết ơn đã bù đắp cho sự yếu đuối của cô. Emily nhanh chóng giúp Brenner cắt đứt dây chói. Brenner cầm một ống doping tự tiêm cho bản thân. Cô hồi phục sức chiến đấu, đi ra hành lang, gặp ngay một tên đi tới. Cô cầm dao đâm vào chân hắn ta, bịt miệng không cho hắn phát ra tiếng kêu rồi tiễn hắn về trời. Từ đằng sau lại nhào ra một tên siết cổ cô. Cô ngửa đầu đập mạnh, thêm một đấm vung qua, đập hắn bất tỉnh. Đến nhà bếp, hai tên trong đó còn đang ngơ ngác, chưa biết xảy ra chuyện gì. Brenner rất dễ dàng giải quyết luôn. Mama về tới nhà nhìn tình huống có hơi hoảng loạn, cầm dao kề cổ Emily uy hiếp Brenner, bắt cô bỏ vũ khí xuống. Nhưng Brenner không đồng ý, bà ta liền trực tiếp cắt cổ Emily, sau đó bỏ chạy. 3 tháng sau, Mama nhận được một tin nhắn. Ngày này năm sau chính là ngày giỗ của bà. Một tiếng súng nổ vang lên, Mama bị bắn vỡ đầu. Hóa ra đây chính là Brenner, thành công hoàn thành sứ mệnh báo thù cho chồng mình và cho cả những người vô tội. Bộ phim kết thúc. Các bạn nếu yêu thích hãy theo dõi mình nhé. Cảm ơn rất nhiều.